chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Công ty đăng clip gây phẫn nộ, quả báo làng nũ Lào Cai bị xử lý. Tin từ Công an thành phố Hà Nội ngày 28 tháng 9 cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Theo điểm giờ, khoảng 1 điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ với mức phạt tiền là 15 triệu đồng. Trước đó, Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise quản lý sử dụng kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ đăng tải lên không gian mạng video clip có tiêu đề Quả báo, truyện cổ tích, Những Bài Học Nhỏ, Quà tặng cuộc sống. Đáng chú ý, video này là để hình ảnh minh họa với dòng chữ Quả báo làng nũ Lào Cai. Đây là thông tin bị đặt gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tại cơ quan công an, bà DPT, đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise thừa nhận kênh Những Bài Học Nhỏ thuộc công ty quản lý đã đăng tải lên không gian mạng video clip giật tích Quả báo làng nũ Lào Cai là thông tin bị đặt. Ngay sau khi đăng tải, video clip trên thu hút nhiều bình luận tiêu cực, bức xúc về video clip trên gây ảnh hưởng đến làng nũ tỉnh Lào Cai. Công ty đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xóa video clip và đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng. Trước đó, dư luận và người dùng mạng xã hội đã vô cùng phẫn nộ khi kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ với hơn 324.000 người theo dõi đăng tải video hoạt hình Quả báo truyện cổ tích Những Bài Học Nhỏ, Quà tặng cuộc sống. Điều đáng nói là video này lại để hình ảnh minh họa và dòng chữ Quả báo làng nũ Lào Cai. Sau đó, Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise, Sunrise Media, chủ kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ đã lên tiếng thừa nhận sai sót trong quá trình hoạt động, tạo dư luận tiêu cực và gây hoang mang trong cộng đồng liên quan đến vụ sạt lở tại làng nũ Lào Cai. Công ty này cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã rà soát và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý và khắc phục sai phạm. Đồng thời, công ty đã tiến hành nghiêm túc kiểm điểm các bộ phận, cá nhân liên quan, đặc biệt là chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên phụ trách phòng YouTube. Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng, đặc biệt là bà con vùng lũ làng nũ Lào Cai về những sai sót này. Lãnh đạo công ty này lên tiếng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Nên theo dõi thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Clip gây phẫn nộ, quả báo làng nũ Lào Cai, xử lý thế nào? Clip quả báo làng nũ Lào Cai đăng tải trên kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ tối 16 tháng 9 đã gây ra sự phẫn nộ đối với cộng đồng mạng. Sau đó, kênh YouTube này đã ẩn. Đến sáng ngày 17 tháng 9, khi truy cập vào kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ, thông báo hiện lên kênh này không khả dụng. Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay công nghệ thông tin phát triển lan tỏa đến mọi người nhanh. Các thông tin hời hợt, gây sốc, tạo hiếu kỳ nhằm kiếm tiền bằng lượt like, share, follow, hiện tượng sai lệch, phản cảm này càng trở nên nguy hiểm. Những hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác có thể bị phạt. Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định như sau. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử thì phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức và từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân. Ngoài ra còn buộc gỡ đường dẫn đến thông tin sai sự thật. Trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống với mức phạt tù từ 1 đến 3 năm. Trước đó, người lao động online đã thông tin kênh YouTube mang tên Những Bài Học Nhỏ với hơn 324.000 người theo dõi, đăng tải một video hoạt hình có tên Quả báo, truyện cổ tích, Những Bài Học Nhỏ, Quà tặng cuộc sống. Đáng chú ý, video này để ảnh minh họa với dòng chữ Quả báo làng nũ Lào Cai. Điều này khiến cộng đồng mạng bức xúc. Video có độ dài 42 phút 15 giây với tiêu đề nêu tên vụ việc đau thương xảy ra ở làng nũ. Tuy nhiên, sau đó clip này đã được chỉnh sửa 1 đến 2 phút phần đầu và thay thumbnail, tiêu đề còn 41 phút 36 giây. Nội dung ban đầu của video này kể về ba câu chuyện nước ngoài không liên quan đến vụ việc làng nũ nhưng lại giật tiêu đề gây bức xúc. Video đầu được ẩn với khu vực Việt Nam, sau đó cắt ghép chỉnh sửa, được công khai hoàn toàn trên kênh YouTube.
Hiện video trên cùng kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ đều được ẩn. Theo như thông tin mô tả dưới đoạn clip, bản quyền thuộc sở hữu của công ty Sunrise Media có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ lũ quét, sạt lở đất tại làng Nũ, tìm thấy thêm một nạn nhân xấu số. Ngày 27 tháng 9, thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết vừa tìm thấy thêm một nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở tại thôn làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Nạn nhân được xác định là H. T. Quy, sinh năm 1990. Nạn nhân ngay sau đó đã được chính quyền địa phương bàn giao cho người thân để mang đi an táng. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một nạn nhân xấu số trong thảm họa làng Nũ. Như vậy, đến thời điểm tối ngày 27 tháng 9 đã xác định có 58 người thôn làng Nũ tử vong do thiên tai, còn 9 người mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang huy động hàng trăm người ở địa phương và thiết bị, máy xúc, tập trung tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 10 tháng 9, tại làng Nũ xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng khiến 58 người tử vong, 9 người mất tích, nhiều người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng ngàn người tìm kiếm các nạn nhân. Chiều ngày 24 tháng 9, tại thôn làng Nũ, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tiễn gần 400 bộ đội của quân khu 2 và biên phòng sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét. Sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 10 tháng 9 tại làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nghe tin các chiến sĩ bộ đội rời làng, người dân xếp hàng dài hai bên đường để giơ tay chào. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh những anh bộ đội rời thôn làng Nũ sau 14 ngày tìm kiếm những nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở đất và giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 3, ổn định cuộc sống. Được biết, thôn làng Nũ nằm gần chân núi Voi, nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ngày 10 tháng 9 khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 55 người tử vong, nhiều người mất tích và bị thương, 87 người an toàn. Từ những ngày đầu sau vụ lũ quét, Sư đoàn 316 huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng Lào Cai khoảng 40 người, trường trung cấp 24 biên phòng tăng cường 2 phân đội cho nghiệp vụ, huấn luyện viên, tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ bà con dựng nhà tạm, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn. Cấp bách tái thiết cuộc sống cho người dân vùng sạt lở lũ quét. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi lũ quét sạt lở đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư để ổn định cuộc sống người dân. Ngày 16 tháng 9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương tìm kiếm địa điểm để bố trí xây dựng khu tái định cư cho người dân thôn Lạng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn được địa điểm để xây dựng khu tái định cư làng Nũ. Tỉnh cũng tích cực phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tiến hành mọi công việc một cách khẩn trương nhất, phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31 tháng 12 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong ngày 17 tháng 9, đơn vị thi công mặt bằng đưa máy móc và nhân công đến huyện Bảo Yên để san mặt bằng, dự kiến xây dựng khu tái định cư này. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, khu tái định cư làng Nũ giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, sắp xếp khoảng 1.000 m2 trên một hộ, gồm đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. 40 nhà được xây dựng 2 tầng, diện tích 8 x 12 m, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống người Tày, cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Ngoài ra, khu tái định cư sẽ có nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng, đường, điện, nước để đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định lâu dài. Về công tác triển khai thi công, tỉnh Lào Cai sẽ đảm bảo nhận việc giải phóng mặt bằng, thực hiện quy hoạch tổng thể, khẩn trương thông xe các tuyến đường để đơn vị thi công vận chuyển máy móc thiết bị, nhân công vật liệu. Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ bố trí kinh phí xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ. Hội Kiến trúc sư Việt Nam đảm nhận phương án thiết kế nhà ở cho các khu tái định cư. Với khu tái định cư Nậm Tâm, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đến ngày 16 tháng 9, tỉnh cũng đã lựa chọn được địa điểm. Ông Trịnh Xuân Trường cho biết, dự kiến giai đoạn 1 sẽ bố trí sắp xếp nơi ở cho 17 hộ dân, 300 m2 trên một hộ. Nhà ở được thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 truyền thống của người dân tộc Mông, có các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Khu tái định cư này cũng sẽ có các công trình hạ tầng gồm đường, điện, nước. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, trong điều kiện sạt lở, giao thông bị chia cắt, các lực lượng chức năng đang khẩn trương thông xe các tuyến đường để đơn vị thi công vận chuyển máy móc thiết bị, nhân công, vận chuyển vật liệu và bố trí hạ tầng điện nước phục vụ công tác thi công.
Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, do vẫn còn mưa lớn và nguy cơ cao sạt lở gây mất an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng đến nơi ở tạm, dựng lán để người dân ở. Ngày 16 tháng 9, theo báo cáo của huyện Nguyên Bình, địa phương đã cơ bản bố trí được các vị trí dựng nhà bạc, dự kiến sẽ dựng 86 nhà bạc để người dân chuyển đến sinh sống tạm thời. Trong đó, xã Vũ Nông bố trí dựng 34 nhà, xã Ca Thành 23 nhà, xã Yên Lạc 29 nhà. Đối với việc xây dựng nhà tôn lắp ghép cho các hộ dân có nhà bị sụp đổ hoàn toàn tại các xã Yên Lạc và Ca Thành, huyện đã tìm được vị trí và đang tiến hành san gạt mặt bằng. Trước đó, sau khi đi kiểm tra các vị trí dựng nhà bạc tạm thời cho người dân di dời khỏi khu vực sạt lở ở xã Ca Thành và Yên Lạc, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã biểu dương nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích tại các điểm sạt lở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị huyện Nguyên Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện Bảo Lạc để triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, phối hợp với lực lượng quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương dựng nhà bạc để người dân sớm di dời đến sinh sống tạm thời. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.